Chào các bạn, tin được không? Chỉ với hai câu nói thôi. Đúng vậy, chỉ hai câu mà team Minh Phụ Music đã chốt ngay. Một em piano điện kết Man Guys 1 Bluetooth đưa về nhà khách hàng tại quận 6. Các bạn có tò mò muốn biết cái đàn này đặc biệt thế nào không? Hãy cùng theo dõi hành trình lên đường của chúng tôi nhé. Với kết Man Guys 1 Bluetooth, một lựa chọn hoàn hảo cho người yêu nhạc, đặc biệt dành cho những người chơi piano cần một trải nghiệm chân thực và đầy cảm xúc. Câu chuyện hôm nay bắt đầu từ tối hôm trước khi gia đình của chú khách hàng đến trực tiếp showroom của Minh Phụ Music tại quận 3 để tận tay trải nghiệm chiếc đàn này. Chú đã tham khảo rất nhiều model từ Nut Roland đến những cây Yamaha trong tầm giá 12 đến hơn 15 triệu, nhưng các sản phẩm đó vẫn chưa mang lại âm thanh đạt yêu cầu. Vậy mà khi thử kết Man Guys 1 Bluetooth, chú đã bị thuyết phục hoàn toàn. Đội ngũ Minh Phụ Music lên đường ngay trong sáng hôm sau để bàn giao và lắp đặt chiếc Guys 1 Bluetooth cho gia đình chú tại quận 6. Trong khi lắp đàn, chú chia sẻ rằng ấn tượng ở model này chính là sự gọn gàng nhưng vẫn đầy nét sang trọng, đặc biệt với thiết kế piano upright cao cấp đến từ Nhật Bản nhưng mang lại dấu ấn tinh tế của Vương quốc Anh. Và một điểm cực kỳ tinh tế nữa, chú rất thích tính năng tích hợp tai nghe. Điều này cho phép bé nhà học đàn vào buổi tối mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông bà. Không chỉ vậy, chú còn đánh giá cao chất liệu gỗ cao cấp làm nên cái S1 Bluetooth bên đẹp chắc chắn, tạo nên sự tinh tế và hoàn hảo cho không gian phòng khách. Bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua những chức năng vượt trội của kết Man cái S1 Bluetooth khiến nó trở thành một lựa chọn hàng đầu trong phân khúc 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn và 128 polyphony, 20 âm sắc đa dạng giúp bạn thoải mái khám phá mọi thể loại âm nhạc. Đặc biệt hai cổng phone giúp truyền âm thanh qua tai nghe và loa cùng lúc. Với tính năng Bluetooth MIDI, bạn sẽ dễ dàng kết nối với các ứng dụng học nhạc cổng USB, kết nối nhanh chóng với máy tính, điện thoại hay máy tính bảng, hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số dễ dàng. Các tính năng hỗ trợ người chơi như Metronome, Trinova, Jaspo được tích hợp đầy đủ, trong khi các nút chức năng đều tổng hợp trong một nút function. Ba pedal cao cấp giúp bạn điều chỉnh âm thanh theo ý muốn, mang lại trải nghiệm chơi đàn hoàn hảo nhất. Với hai loa công suất 25W mạnh mẽ, chất lượng âm thanh của KS1 Bluetooth luôn trong trẻo, ổn định. Với Kettman KS1 Bluetooth, chủ khách hàng của chúng tôi rất bất ngờ khi biết rằng chiếc đàn này được bảo hành lên đến 2 năm và một đổi một trong vòng 30 ngày. Không chỉ vậy, Minh Phụ Music còn cung cấp dịch vụ giao đàn và lắp đặt miễn phí tận nhà, mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho chú và gia đình. Vậy nếu bạn đang tìm kiếm một cái đàn piano điện chất lượng đẳng cấp, hãy đến ngay với showroom Minh Phụ Music tại quận 3 hoặc Tân Bình để sở hữu siêu phẩm đến từ Vương quốc Anh này. Xin chào và hẹn gặp lại.